Ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015. Cùng với đó, Cơ quan An ninh Điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can gồm Nguyễn Xuân Thanh, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn; Nguyễn Văn Quỷ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn; Nguyễn Văn Hải và Mầu Quang Thắng, trú tại thành phố Bắc Ninh. Cơ quan An ninh Điều tra cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại thành phố Bắc Ninh. Trong đó, bị can Nguyễn Xuân Thanh bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với Nguyễn Xuân Thanh. Bị can Nguyễn Văn Quỷ bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can còn lại cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt tạm giam Nguyễn Thế Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Từ Sơn và Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một trưởng phòng của sở. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, Nguyễn Thế Tuấn giữ chức trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn. Theo cơ quan chức năng, các bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.